Dạ, em xin chào tất cả các anh thủ. Thì ngày hôm nay em gửi đến các anh một số máy câu ha, 2, 4, 6, 8, 9 con. Và có cần đặt cần một khúc, những mẫu cần lua đánh biển nè. Và hôm nay em có về những mẫu cần sách tay cơ. Sách tay thì em có hai cây Ryobi nha, Ryobi bạn phôi caro kim cương. Và có một bạn Shimano Aerocast full hợp luôn nha. Đây nè các anh. Độ cứng thì anh nào chuyên câu thì các anh biết rồi, đó, nhìn vào là biết luôn, CX30. Và có thêm cầm Daiwa Subpower có đối trọng, cần Gamakatsu, cần Olympic, những mẫu cần tay đơn đài và mẫu cần câu lưu nữa các anh nhé. Rồi, thì giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em thì có giao hàng toàn quốc, anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho mình. Hoặc một sản phẩm có giá trị hơn trên 250.000 các anh chuyển khoản thanh toán trước thì em bao ship nha. Rồi, đầu tiên thì em gửi đến các anh mẫu bên phải trước là cần câu một khúc, cây này là cần tốt, cần hiếm cho mình các anh. Cây này thì là một cây máy ngang mà chiều dài là 1m83 và độ cứng là UL. Em mời các anh xem dưới đế trước, đế nó còn in logo chính hãng của nó luôn ha. Còn nguyên vẹn nè. Các anh đợi em tí ha. Ở đây em bấm lại cái cam tí ạ. Rồi, ok vào nhé. Ở đây thì nó có một cái bát là bát Fuji. Con này của chính hãng Prodoc, hàng Nhật Bản về các anh. Này đẹp chưa? Đấy, bát vặn ha. Đây là một khúc đó các anh, một khúc nha. Một khúc. Đây thì chiều dài của nó là 1m83, độ cứng UL. Cái này cho canh câu UL nha, cái này nó rất là thẳng luôn và canh có thể vậy xéo, vậy ngang gì đều được hết ha. Rồi, lưu có thể lưu được 20 gram mồi đến 80 gram mồi luôn. Và dây bia được là số 0.6 đến 1.5 nè các anh. À, dây bia nhỏ. Có dàn khuyên là khuyên hạng ha. Cái này khuyên nó nghiêng về đằng trước nha các anh. Đây nó nghiêng về đằng trước nè. Tất cả luôn nha, nghiêng về đằng trước hết. Thì cái khung hình nó hơi khó quay tí cho nên các anh cho em quay ngược đầu này nha. Đấy. Đây là một khúc ạ. UL ha. Đây cái ngọn của nó đây nè. Đấy, UL. Rồi, anh nào chuyên câu máy đang tìm máy ngang dòng hàng hiếm này thì cứ nhắn qua em nha. Đây là một khúc ạ. Ngọn 1.9, trọng lượng 174 g. Mã số 1, giá bán là 650. Số 1 cây cần này 650 nha. Rồi em sang số 2. Số 2 cây cần này là của Tiga các anh, hãng Tiga. Cái này là cắm gốc. Máy ngang cắm gốc, cũng cây này thì cho các anh câu dít nè. Câu chích và câu bè nè ha, máy ngang. Đến từ thương hiệu Tiga. Tay cầm bên dưới to nè. Tay cầm ở đây vừa nè, để dễ cầm máy câu ha. Có thể câu luôn nha các. Phôi là carbon. Còn ngọn của cần là ngọn đặc ạ. Khuyên của nó thì nó bám cặn, nó cụ thể thời gian đó các. Được cái thì dàn keo chỉ nó còn rất là tốt nha. Đó, các anh thấy keo chỉ đi, không bị lỡ, không bị khô nứt nẻ luôn nha. Bên trên ngọn đặc màu trắng, nó hơi bận một tí xíu ha, hơi bận. Rồi, đây, cái dạng dít mềm, dít lai đó các anh ha. Dít lai, dít mềm. Rồi, ngọn cần là 1.6, trọng lượng 165 g. Cái cần này là cắm gốc, dài là 1m84. Giá bán là 500.000 nha. Mã số là 2, 500.000. Cái gốc của nó được gần 3 gang, là gần tầm khoảng 50 mấy á các ha. Rồi em sang mã số 3. Số 3 cái này là em bán cái ngọn cho các. Ngọn kèm khoen. Các anh thấy khoen đẹp chưa? Khoen rồng rọc mà gold nha. Cái lăng của nó là màu gold, màu vàng đó. Cái này là cái gốc ha. Rồi. Các anh có thể về mình lấy cái ngọn mình độ chế. Hoặc là các anh có cái gốc bằng cái gốc này thì mình lắp vào. Từ từ. Góc của nó 20 mấy thôi, ngay nhỏ thôi. Góc nó là 20.9 các anh nhé. Cho 21 đi. Đó, đó là cái góc. Và cái này thì sẽ là một cây có khoen rồng độc gold. Có lỗi nha. Cái này em bán theo tình trạng luôn đó các anh. Ba cái nè, ba cái còn nguyên nè, bốn cái nè. Cái thứ tư là không có sứ nè. Cái thứ năm là có nè. Nhưng mà nó bị mắc con ốc nè ha. Mắc con ốc rồi, nó luồn qua, nó lấy cái dây nó làm như vậy. Còn đầu bui là còn nguyên luôn. Đấy. Gold nha. Rồi, kèm thêm một cái ngọn.
Cái này chiều dài hiện tại là 1m62, ngọn là 2.8, trọng lượng 276g. Em bán là 750 nha các anh. Mã số 3, 750. Rồi sang số 4, một cây một khúc. Cây này câu dít nè các anh. Những giọng này thì các anh câu biển, câu dít nha. Những dòng này là câu biển chuyên câu kiểu câu đáy, có thể câu phối hợp với những con máy câu điện nữa các anh. Đây, mẫu này dài 1m8, độ cứng là 30-80. Một cây swing ha, swing 2 carbon rod super của hãng Bromadine. Ở đây nó bám keo dính cứng ha, keo dính cứng khô rồi. Bên dưới nè, mốt bát vặn Fuji DBS. Đây là mẫu một khúc ạ. Rồi, khoen của nó thì sẽ là khoen hạng ha. Đấy, nói chung là từ gốc tới ngọn xuống ngọn á, từ gốc tới ngọn là đều là còn nguyên vẹn hết dàn khoen luôn nha. Chỉ điều là nó cụ thể thời gian. Cái này ngọn cần là 1.8, trọng lượng 286g. Giá bán cần là 550 nha. Mã số 4 em bán 550. Rồi sang mã số 5. Đây, cái này cái ngọn nó nhỏ lắm. Đây nó lắc à. Em mời các anh xem. Nó lắc ha. Cái này là một cây thích hợp cho các anh dùng cho máy điện đó các anh. Các anh cắm vào cái mạng thuyền, các anh câu giúp em. Cái này là nó là càng đặc và nó có bo chỉ ha, bo chỉ kim tuyến. Đây, em mời các anh xem. Bên dưới đế nè, rất là nguyên vẹn luôn. Phần này có dây buộc bảo hiểm, cái dây này là của Daiwa. Cái càng này là của Daiwa ha. Có bát vặn Fuji chữ vàng. À, cuốn chỉ dít keo rất là đẹp. Và dàn khoen là Fuji loại xíu xích nha. Đây là Fuji nòng súng loại xíu xích. Này, khung hình nó hơi, cái cần nó hơi dài á, cho em xin phép em quay đầu này nè. Em đưa nó ra ngoài kia cho nó dễ quay. Đấy. Đầy luôn ha các. Nè, đầu bu luôn, Fuji xích hết. Rất là nhiều khoen, dài lắm. Rồi, cái cần này thì em xin báo thông số. Ngọn là 2 ly. À, 3 ly nha, ngọn 3 ly, trọng lượng 278g, chiều dài cần là 2m37, giá bán là 750 cho cây này. Em bán 750, anh nào nhanh tay đặt hàng nha. À, đi câu biển mà mình lấy một cây cần vừa VIP, nguyên bộ dàn khoen là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, chắc khoảng 15 khoen đó các anh, ha, rất là nhiều. Rồi, cây này em bán 750. Mã số 5. Anh nào khách lạ các anh cọc giúp em nha, bởi vì cần nó có khổ nó dài lắm. Đóng ống nước thì rất là tốn phí nha. Các anh khách lạ các anh cọc giúp em trước nha. Rồi tiếp theo em gửi đến các anh một cây nữa, cũng tương tự cây đó. Nhưng mà cây này thì trông nó cứng cáp hơn một ít và nó được sơn màu màu cam nâu nha, nâu cam. Cây này dài là 2m5. Ngọn là 2.6, trọng lượng là 395g ca. Có bát vặn Fuji chữ vàng nè ha. Cái cần này cắm gốc. Này cắm gốc nha. Nó cũng câu tương tự cây đó. Cây này cắm gốc thì nó gọn gàng hơn một tí cho mình. Này, khoen sáng nè. À, khá là ok nha ca. Đầy đủ ạ, không lỗi lầm nha. À, có chỗ này. Có chỗ này là cái phần thay khoen nha ca. Ở đây nè, hai cái này nó khác ở đây. Là phần nó tự bo chỉ, nó thay khoen vô. Đó, giống như là cái khoen của nó bị lỗi rồi. Nó câu nó bị lỗi, nó thay. Nè các anh, nó bo chỉ nè các anh. Tổng là có 3 khoen đã bo chỉ nha. Cái này cắm gốc, cái này thì nó ngắn gọn hơn. Rồi, em cũng bán cho mình là 750 ạ. Căn mã số 6, 750 nha. Ngọn 2.6 ly, trọng lượng 395g. Chiều dài cao hơn. Chiều dài 2m5. Rồi em sang số 7, em gửi đến các máy câu trước nha. Con đầu tiên nè, lưỡi gà kêu đầy đủ luôn. Máy nhỏ, hoạt động tốt. À, con này Hàn Quốc xuất Nhật các anh nhé. Rồi, con máy Performance Graphics. Con máy này là size khoảng chừng là 1.500 nha. Có cước 1.5 là 150, 2 120, 3 là 90. Còn vòng tua của máy sẽ là 5.3 cho mình ạ.
chạy bạch đạn luôn nha. Lưỡi gà keo nè, cối hợp kim, toàn thân carbon, lăng cước còn ok nha. Em máy quay nhẹ nhàng cho mình luôn các, nhẹ nhàng tình cảm, không lỗi lầm, không xào không lắc, hoạt động tốt, đổi tay quay trái phải được. Giá bán là 200k, cho em mã số 7, 200.000. Rồi em sang mã 8. Con máy size 3.000k nha, 3.000. Con máy này là Power Spin của Korea xuất Nhật luôn, cũng là Hàn Quốc. Cước 3 140, cước 4 120, cước 5 100. Lưỡi gà keo. Con này có size thực 3.000 nha. Lăng đây nè, lăng nó bám cặn ở bên cái phần mà cái đường chạy của cái con lăng á các anh. Nó có một cái đường viền ha, nó bám vào đó. Các anh về các anh dùng dùng lâu quá nó sẽ cái dây nó sẽ bỏ loại bỏ đi cái phần đó nha. Bởi vì cái này nó để lâu này, nó bám cái đó các anh. Nó bị lâu ít dùng. Các anh thấy cái cước của nó còn đẹp. Nó ít dùng tới các anh. Nó bám đắt. Rồi con máy này em bán là 160 nha. Mã máy số 7, số 8, 160.000 ạ. Sang số 9. Máy đuôi chuột, con này size 3.000 luôn. Của hãng Silstar BR35, chạy ratio là 4.6. Vòng tua 4.6 ha. Con này bạn Hàn Quốc. Cước 2 150, cước 3 là 90, còn cước 4 là 70. Lăng cước sáng đẹp nè. Lưỡi gà keo mô binh sống ha. Đó. Đổi tay trái phải được. Máy đẹp ha. Đây là máy hàng xuất Nhật các anh. Máy cũ đã qua sử dụng ha. Còn đẹp, cước còn nhiều luôn. Về mình dùng thôi. Con này giá 190.000. Mã số 9, 190. Em sang mã 10. Con máy này khá là to, trên 4.000k nhé. Hàng Korea xuất Nhật luôn. Choi 1.000, size thực là 4.000 trở lên. Con này cước nó vào nhiều là số 4 to nha, 170, số 5 120, số 6 là 100. Đổi tay quay trái phải được. Lăng của nó là màu đen ạ. Lăng đen. Chốt chặn một chiều có. Khi quay là có tiếng lưỡi gà. Này nó quay nó có tiếng này. Hai chiều. Ok. Máy giá bán là 190.000 ạ. Mã số 10, 190k. Sang 11. Máy câu Ryobi GX300. Con này hàng nội địa Nhật Bản nha. Con này thân hợp kim, cối là carbon. Size thực là khoảng 4.000 cho mình. Ratio của máy là 3.4 nha. Con này thì các anh thu dây á, đỡ mỏi tay hơn nha. Và con này thì nó sẽ có cước 3 là 290, cước 4 210, cước 5 là 190. Cước vào rất nhiều. Máy cứng cáp có thể đánh cứng được cho nên cước nó vào nhiều, nó to ha. Đó, máy quay nhẹ nhàng luôn. Đây là máy Nhật nha, đây là máy Nhật Bản đời thấp. Đổi tay quay trái phải được ạ. Giá bán là 269.000, hàng nội địa Nhật Bản. Máy mã số 11269. Em sang 12, Ryobi Carbonac nha. Đây là máy Nhật. Máy toàn thân là full carbon luôn và con này size to các. Size con này là khoảng 5.000. Cước 4 các anh vào là 200m đó các. Nhiều lắm các. Cước 4 là 320, cước 5 250, còn cước 6 là 200. Đổi tay quay trái phải được. Lăng cước sáng ha. Một chiều chốt chặn thoải mái. Con này carbon hàng hàng Nhật nha, không phải bạn Đài Loan. Đấy. Cái mẫu này nó có hai nơi sản xuất đó các. Nhật và Đài Loan. Nhiều khi cũng có của Korea nha. Rồi, giá con này em bán cho mình là 300 ạ. Các 300k nha, mã số 12 300.000. Em sang 13 là một con bạn Việt Nam xuất Nhật, con Daiwa các anh. Daiwa Trinos 4.000. Và người ta có dùng sẵn dây dù BE luôn các anh. Đó, dây dù này còn tốt nha, 7 màu. Hàng Việt Nam xuất Nhật. Còn khá là sáng các anh.
cối carbon thăng cối hợp kim thăng carbon nha. Lăn cước rất là sáng luôn. Can đội tay trái phải được hết. Đó. Con máy này nó sản xuất ra là nó không có gạt hai chiều cho mình đâu nha. Cái khi câu đó là vẫn câu bình thường thôi. Anh nào cũng vậy mà, khi câu đâu có ai gạt hai chiều làm gì đâu ha. Rồi em nói như vậy là chỉ cho những anh chưa biết thôi. Đó. Con máy này size 4000, có thông số cước 4 là 250, 5 là 200, 6 là 150 m nha. Giá là 379k các anh, em bán 379 nha. Mã số 13 379. Em giá em bán sale nha. Rồi sang mã 14. À, con này máy to. Máy này là 67.000 lận. Nhưng mà con này á thì nó là mô binh tịnh nha các anh. Các anh có thể về mình chế độ, mình cạo, mình cắt bỏ nó đi, cắt bỏ những cái phần che đậy nó đi ra. Ví dụ như ở đây thì mình cứ mài tròn, mài tròn đi để cho có thể chế được mô binh sống á các anh. Con này hiện tại là mô binh tịnh nha, chết à. Đi đánh biển hoặc là đánh những cái bụi dặm, bụi bèo á, để cho con cá nó khỏi lôi luôn, khỏi lôi cước vô luôn ha. Này máy to. Con này hạng Tactic Enjoy, size khoảng 67.000. Chạy 2 bạch đạn. Đổi tay quay trái phải được. Hai chiều chốt chặn đều có. Đó. Máy mã 14 ra nha. Giá con này em bán là 269k, 14269, bạn Hàn Quốc xuất nhập. Máy chạy 2 bạch đạn ha. Cước 4 vào được 250, cước 5 200m. Đến sáng 15 là một con máy Suzumi dòng Long Cát. Cái con này ném dây ra nhanh nha. Và bạn Hàn Quốc xuất nhập. Size thực của máy là 5.000. Cước 5 170, cước 6 là 140, cước 8 là 110. Quặng núm côn đời đất nó kêu nè. Lưỡi gà keo ha. Gạt tốt cho mình luôn ạ. Lăn sáng đội tay trái phải được. Đây mấy 5.000 ra. Về mình câu đơn ngâm lăn xê đều được ha. Đó, ok. Rồi. Mã số 15 giá bán là 269.000. 15269. Mô binh sống ha. Xem sang mã 16. Căng hai khúc, căng câu phíp. Đây. Đây là hàng Nhật Bản, hàng thanh lý này em bán chạy các. Cái này thì có dàn khuyên là Fuji ha. Fuji loại xứ trắng. Chiều dài 2m4, độ cứng là 80 đến 100. Về mình câu sông hồ và mình câu biển đều được. Bắt và gặp Fuji FS7, có phôi là phôi phíp. Tay cầm cuốn chỉ. Dàn khuyên bắt Fuji hết. Đây là của Nhật nha. Có ngọn là ngọn sợi thủy tinh đặc nè. Ngọn của nó hiện tại là 2 ly nha các anh, bởi vì nó làm ngọn đặc cho nên các anh đừng sợ gãy. Đó, càng đẹp phôi phíp nha. Cái này lúc trước á, em về em bán 550 lận các anh. Bây giờ thì em bán với giá là 390 nha. Trọng lượng của cần là 347g. Dài 2m4, cứng là khoảng 80-100. Đó. Cái này mã số 17, giá bán là 390.000. Rồi em sang một cây tốt cho mình nè. Cây này giá trị cao nha các anh. Cần tay thì em lên sau. Đây là giá trị cao. Cần mã số 18. Rồi, cái cần Pro Session của hãng DOB. Chiều dài 4m25, độ cứng 25. Một cây Super Light nha. Em mời các anh xem cái phôi của nó nè. Quá đẹp. Phôi đẹp lắm các anh. Nhìn ở ngoài nó mới đẹp. Đây, góc còn nguyên nè. Ngoại hình của nó thì nó rơi khoảng chừng là 90% đi các anh. Bởi vì nó sẽ có mấy cái điểm điểm nào nè. Đó, điểm nổi nổi nhẹ nhẹ thôi ha. Rồi, có tem vàng và dây buộc bảo hiểm của chính hãng Ryobi. Rồi, có bát là bát Fuji Stainless LS7 nè, bát Japan luôn, chính hãng luôn ha. Còn nguyên vẹn luôn, chưa hạ luôn ha. Từ Nhật về, người Nhật hỏi chơi bát cao. Có nắp chụp Fuji đi kèm. Còn đẹp lắm cơ. Đây, rất đẹp ha. Khoen Fuji loại xứ xích môi trề chống xoắn dây.
Phôi nó sẵn nè. Đây, em mời các anh xem. Màu xanh mực các anh nhá. Đây là nước sơn màu xanh mực. Có định bì khoen đây. Đó, sáng đẹp. Bên trong nè. Phôi của nó sẵn rất đẹp nha. Đấy, độ mới rất là cao luôn, cần rất đẹp ha các anh. Em cho em các anh xem rõ cái phần phôi. Đây, cái phôi nó kiểu dáng phôi nó nè. Đó đó đây nè ha. Rất là đẹp. Rồi, cái này thì chuyên cho các anh câu ngâm lăng xê, đánh biển, đánh lục, câu bạc bãi biển. Ngọn cần 2.6 ly và cái góc của nó em đo là 22.5, góc vừa nhẹ, nhỏ tay dễ cầm. Trọng lượng là 422 g nha. Cái này em bán là 3.600.000. Cái này cần này mã 18 nha, 3.600.000. Nhãn hàng được kiểm tra. Rồi em sang mã 19. Đây một cái cần full hộp sách tay các. Cái cần này thì em cũng có đăng lên nè, em mới đăng lên trên mạng nè. Thì cái này em bán đúng với cái giá ở đây luôn nha các. Đúng với giá Nhật luôn. Anh nào nói không khác gì cần cụ, có một anh nhắn tin em là không khác gì giá mới, thì nếu mà anh nghe ở trong video này thì anh có thể qua bên Nhật mua ha. Anh qua đó mua tính tiền thuế và tiền ship luôn cũng được anh. Ở đây thì nó sẽ có full hộp và giấy tờ đầy đủ ạ. Đây, giấy tờ đây ca Shimano. Rồi, em xin cho các anh xem cần trước rồi đọc thông số sau. Cái cần này đi kèm là túi vải Shimano luôn ha, túi zin hết. Đây, Shimano Hirocat 425 cứng CX. Cái cần này cứng 30 ha. Chiều dài thu gọn là 118.5 cm. Có tổng là 4 lóng. Đẹp lắm các anh, không tì vết đó các anh. Đẹp lắm ha. Rất đẹp. Có tem vàng đầy đủ. Và anh nào muốn xem hình thì kết nối số điện thoại Zalo em có ghim trên màn hình nha. Đây, hai khuyên chạy. Full luôn á, nói chung là nó đẹp thì không tì vết rồi nha các anh. Rất là sáng đẹp. Dàn khuyên là Fuji lòng xứ xám hết cho mình. Đây, cái khung hình nó hơi khó quay tí. Đây cái chữ ra. Aerodynamic design của cần ha. Đây là mẫu cần súp. Này, rất đẹp Shimano. Cái cần thì nó có thông số đây ạ. À. Đây, 4 lóng nè. 118.5 cm nè. Trọng lượng là 460 g nha. Ngọn là 2.6, góc là 25. Cái này cứng 25 đến 35, tức có nghĩa là cứng 30 nha. Rồi, cần này em bán giá là 2.950.000 các anh. Mã số 19, 2.950.000. Rồi, cho em xin phép đưa bọn để nó qua đây. Tiếp theo là một cây cần cần súp nha. Cần súp 3 khúc. Cái cần này là một cây của thương hiệu Daiwa. Daiwa Power Cut dài 4m5, độ cứng 27, dòng LD ha. Ngoại hình cần thì cũng rơi tầm khá, khoảng 80-85% các, khoảng 85 rồi. Đấy, cái này nó có đối rộng nha, lát nữa em tháo ra cho xem. Nó có mấy cái điểm này nó xước sơ qua này ha. Cái này là bản Thái Lan xuất thị trường Nhật ca. Có in mã code tem vàng đầy đủ và có dàn khuyên là Fuji Six nha. Đây Fuji Six hết. Bát gập Fuji Stainless. Ngọn của nó này có mấy điểm nó mắc nước sơn nè ca. Ha. Không lỗi nha, bao lỗi lầm. Có công nghệ HVF của Daiwa. Đó, 405 cứng 27. Cái cần này cứng 27 nha. Rồi, đối trọng đây các. Cái đối trọng của nó là chiếm tới 105 g luôn rồi các. Đây cái đối trọng của cần. Có thể tháo ra nhé. Các anh có thể tháo ra. Đó, cái đối trọng này 105 g. Rất là nặng luôn.
Rồi, đây trọng lượng tổng thể khi mà có đối trọng là sẽ là 514 gram nha. Ngọn 2.8, góc là 21.3. 21.3. Và giá bán cây này sẽ là 3.950.000 ra. Mã cần số 20, 3.950.000. Rồi em sang 21. Cần 3 khúc gamma katsu. Đây, gamma katsu dài 4m, cứng 23. Cái cần này có dàn khoen Fuji loại xứ xích. Khoen gập luôn ha. Đây, khoen gập hết. Tổng là có 3 khoen và 1 alo nè. Đó, cần nguyên bản luôn, nó 3 khoen 1 alo thôi. Đây, gamma katsu. Bởi dưới đế của nó mắc màu đen một ít nè, các anh về các anh sơn lại. Gamma katsu hàng nội địa Nhật Bản nha. Bát gập Fuji. Đây, 4m cứng 23. Này, có đầu bu Fuji xích môi chè chống sấn dây nha. Ở phần này cái phần chỉ nó hơi xấu tí, nó bị hơi lửa các, hơi lửa ha. Này, bo chống nổ đầy đủ. Đầu bu xích nha. Cần không lỗi. Rồi, đường kính ngọn cần sẽ là 2.7 ly, góc là 23.5. Trọng lượng là 461 gram. Cần mã 21 em bán là 1.650.000. 21 1.650.000. Rồi tiếp theo em gửi đến các anh một cây ba khúc lên khoen gold nha. Cây cần này là một cây Olympic Amazon. Cây cần này thì nó cứng khoảng 27 nha các anh. Nó lên được lên cái dạng khoen Fuji gold đó. Đây, Fuji gold loại xứ xích nha, xích gold. Nó đóng chống nổ thì nguyên bản của nó luôn, vẫn còn nguyên ha. Cây cần này thì nó cũ theo thời gian một ít. Được cái là dàn khoen, dàn chỉ là thoải mái luôn. Sáng đẹp. Cái cần này nó có 2, 3 và 1 cái đầu bu luôn nha. Cũng vậy. Cũng thuộc dạng là cần câu lục, câu súp. Có cái bát là bát cao nha các anh. Anh nào muốn câu biển thì cứ không cần hạ bát đâu. Còn câu lục thì các anh cứ hạ. Đấy. Olympic nha. Cái cần có ngọn là 3 ly. Trọng lượng là 524 gram, góc là 25.8 ạ. Giá bán cái này sẽ là 2.500.000 nha. Giá bán 2.500.000, mã số 22 ạ. Rồi em sang 23, cần câu tay. 23 cần câu tay lóng dài, cần câu tay 3m6, cứng 5H, bạn Tiger. Cái cần độ cứng 5H nha. Korea xuất nhập. Lóng dài thì cái này thu gọn hiện tại là 1m1 ạ. Phôi cần carbon sẵn. Cái cần có thể về câu đơn đài, câu chép đồ phi nè, cá chim, cá trôi đồ. Đơn đài, dịch vụ tự nhiên đều được hết ha. Cái cần thì rất là thẳng. Phôi toàn thân là carbon sẵn hết cho mình. Không xước nha các anh. Chỉ có ánh đèn nó rọi vô, nó rọi vô cái điều đường trắng đó nha các anh. Không xước. Ngọn cần là 1.3 ly, trọng lượng 92 gram. Giá bán 650.000. Mã số 23, 650.000. Rồi em sang 24. Cũng là thuộc loại nó luôn nha các anh. Nhưng mà cái này là khổ dài. Đây là dài 5m4, cứng 5H luôn. Đấy. Đường kính ngọn cần là 1.3, trọng lượng 166 gram ạ. 5m4, cứng 5H, có thể câu chấm đen, chấm cỏ được. Cái cần này giá bán là 900.000 nha. Bên dưới thì nó có khuyên buộc dây bảo hiểm nè, có lỗ thoát nước ạ. Mã số 24 900. Sang 25 là mẫu cần thanh lý. Cái mẫu này là BVLC hàng chính hãng nha các. Đây là hãng dòng BVLC hàng chính hãng luôn á nha. Có đài này BS nè, ở đây nó có cái mạ nè. Đấy. Có đối trọng, lỗ thoát nước và khuyên buộc bảo hiểm luôn cho mình. Đây là hàng em bán thanh lý bự rồi, hộng đài ha các anh ha. Cây 5m4 này có độ cứng là 4H ạ. Có thể về câu đơn đài. Chất liệu là carbon. Bo chống nổ đầy đủ. Đây. Đầu bu xoay 360 độ chống sắn dây luôn ha. Đấy, ngoại hình bên trong của nó là như vậy thôi. Thì 5m4 thì có tổng cộng là 5 đóng cho mình nhé. Cần này có giá thanh lý là 420.000.
Ngọn cần là 1.3 ly, trọng lượng 186 gram. Mã cần số 25 ly can, 25, giá 420. 25 hay 26 can nhỉ? 21, 22, 23, 24, 25. Rồi em sang 26. Cần câu đáp khúc Windagen. Cái cần này về câu đơn ngâm lăng xê, đánh lưu đều được. Lưu thì mình lưu bạo lực, lưu nhái thật ngon, hoặc là lưu lưu mồi nặng ha. Cái cần này là bên dưới có khuyên buộc bảo hiểm này, toàn thân là carbon, bát vặn, thích hợp dùng cho máy đứng. Chiều dài cần là 2m4, còn độ cứng là 60 đến 100. Câu sông hồ dịch vụ tự nhiên thoải mái, cần rất là đẹp nha. Đường kính ngọn là 3.6 ly, trọng lượng là 204 gram. Giá bán cái này là sẽ là 389.000. Mã số 26389. Sang 27. Cần câu lua ha, hai khúc cần lua. Màu trắng tinh luôn, bạch công tử luôn các. Đến từ thương hiệu Kingston nha. Chiều dài 2m4, cứng MH. Tải mồi 10g đến 30g mồi, chịu tải là 10 đến 20 lb. Có khuyên để cho các anh buộc ha, các anh mắc cái lưỡi câu vào. Bát vặn. Nước sơn là màu trắng, phôi cần là carbon nha. Và cái này nó dài lắm các, dài và cứng cáp luôn, các có thể ném bạo lực được. Cứng MH ạ. À. Cái này có ngọn là 1-2 ly, trọng lượng 153 gram. Cần mã số 27, giá là 700 rồi. 27, 750.000. Rồi em sang 28. Là một cái cần lưu Yamaga các, Yamaga Blend hàng Made in Japan nha. Cái cần có chiều dài là 2m7, cứng MH, tải mồi 30g đến 60g, dây BE các anh dùng số 1 đến số 3 nha. Cần Yamaga các, đế Yamaga, bát Yamaga, dàn khoen là Fuji Gold nha. Đó. Cần câu bạo lực, tải mồi cao, được. Đánh bờ, đánh biển đều được nha. Đây là mẫu cần câu lưu cho các anh dùng mồi dạ. Nhái hơi, nhái thật đều được. Rồi, cái này có ngọn là 2.3 ly, trọng lượng 215 gram. Giá em bán là 1.450.000 k nhé. Cái cần mã cuối cùng, 28, 1.450k. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ạ. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692. Xin chào tạm biệt mọi người.